Ok, chào các bạn Các bạn thân mến, hôm nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn chữa tiếp đề số 29 trong sách 35 đề minh họa okay, Các bạn thân mến, ở trong cái đề số 29 này thì buổi trước cô Trang Anh đã hỗ trợ các bạn chữa được 18 câu rồi Chợ hôm nay chúng ta sẽ chữa tiếp từ câu số 19 trở đi các bạn nhé Ok, các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chợ Nhờ hôm nay cô Trang Anh vào muộn của các bạn mất 5 phút Đúng không ạ? Các em ơi, các bạn đã sẵn sàng chưa buổi hôm nay của chúng ta chưa Nếu các bạn sẵn sàng rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào học ạ. À? Trước khi vào học, các bạn kiểm tra giúp cô xem là ánh sáng âm thanh đã ổn chưa để chúng ta học nhé. Nhờ. Các thân mến, các bạn kiểm tra giúp cô xem là ánh sáng âm thanh đã ổn chưa để chúng ta bắt đầu vào học ạ. À? Ok, sẵn sàng chưa ạ? Chờ các bạn thân mến các bạn kiểm tra giúp cô xem là ánh sáng âm thanh có ổn không để chúng ta bắt đầu vào học nhé. Buổi trước chúng ta đã chữa được 18 câu rồi Hôm nay cô sẽ chữa tiếp từ câu số 19 trở đi Sẵn sàng chưa ạ? Ok Nếu các bạn sẵn sàng rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào học luôn ạ Chúng ta sẽ học là tác phong nhanh nhẹn khẩn trương này Mỗi buổi cô Joy sẽ hỗ trợ các bạn khoảng thời gian là 30 đến 45 phút Sẵn sàng chưa ạ? Bạn xem giúp cô xem ánh sáng âm thanh đã ổn chưa để chúng ta bắt đầu vào học nhé Ổn chưa ạ? Ok, có vẻ ổn rồi đúng không ạ? Ok rồi đúng không ạ? rồi, cô bắt đầu chữa từ câu số 19 sẵn sàng chưa ạ? Các bạn thân mến, trường của các bạn đã thi học kỳ xong chưa Ok, trường của các bạn đã thi học kỳ 2 xong chưa À, thi học kỳ 1 xong chưa Chị ạ? những bạn mà 2K3 ngay sau khi thi học kỳ xong, các bạn nhớ cho cô là bạn hãy bắt tay tập trung vào ôn thi cho cái khối thi của chúng ta. Bởi vì thời gian từ bây giờ đến lúc thi không còn nhiều nữa Nhớ nhá Nên là với những bạn 2K3 sau khi thi học kỳ xong Tập trung vào khối thi của các bạn nhớ, Tập trung cao độ Bởi vì là từ giờ đến lúc thi chúng ta sẽ phải học thực sự rất là quyết tâm Đúng không ạ? Rất là quyết liệt Bởi vì thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa Ok, chào bạn Mộc Trà Ok, chào Mộc Trà Các bạn sẵn sàng cho cuộc này của chúng ta chưa Nhớ, cô bắt đầu chữa nhé Sẵn sàng chưa Rồi, ok, chào bạn Devlin Nguyễn ạ à. Chào Tô Quý ạ Sẵn sàng chưa ạ? Rồi, cô bắt đầu chữa này ờ, Các bạn thân mến, nhớ cho cô như sau này ờ, chờ, Các bạn nhớ cho cô như sau này Mỗi một buổi, mỗi một ngày cô Trang Anh hỗ trợ các bạn thời gian là 40 phút thôi Vì vậy mà nếu được thì các bạn cố gắng sắp xếp thời gian học với cô Đúng không? Vì trong một buổi học này không phải cô lên đây để cô đọc đáp án cho các bạn Đúng ạ Mà trong cái buổi học đấy thì cô sẽ mở rộng rất là nhiều cấu trúc cho các bạn Coi như chúng ta học với cô thì các bạn sẽ ôn tập lại Chợ, những cái phần mà cô giảng mà bạn cảm thấy là phần ấy mình chưa biết thì bạn phải phải học lại phần ấy ngay. Dạ, tuần sau mới thi gì ạ? Rồi các bạn nhớ chưa cô như sau này trong tuần này có một cái sự kiện này. Đấy, chợ, bạn nhớ chưa cô đó là 21 giờ 30 tối thứ bảy tuần này ngày 26 tháng 12 cô cho anh tổ chức thi thử tháng 12. Đây là hoạt động thường xuyên diễn ra hàng tháng duy trì từ 35 trở lại đây rồi. Dạ từ 35 năm trở lại đây thì năm nào cô trai anh cũng cứ một tháng cột tổ chức thi thử một lần Nhờ, nghe này cái thi thử này không phải chỉ học sinh nhóm kín mới được thi mà tất cả các bạn đều có thể tham gia thi là, bạn thi thử bạn lên tham gia thi thử bởi vì sao bởi vì là thi thử để biết xem mình đang ở đâu mình cố gắng như nào để mình có hướng phấn đấu hơn thế nữa là lời hơn thế nữa là bạn nhớ cho tôi như sau này Mỗi một lần thi thử, đúng không ạ, thi thử có một cái khung giờ cố định, đúng không ạ, dưới cái áp lực về thời gian như vậy Thì bạn sẽ rèn được cái, thứ nhất là cái, cái 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 tâm thế thi này, đúng không ạ, cái kỹ năng làm bài này, cách phân bố thời gian nhá Và nhớ cho cô là cái thi thử này, là mỗi tháng cô cho anh tổ chức một lần và thứ bảy này sẽ là thi thử của tháng 12 Đấy chưa? Và những bạn nào sau cái thi thử này, đầu tháng 1 thì cô cho anh sẽ mở ba khóa là 7 cộng, giải đề 7 cộng, 8 cộng và 9 cộng thì cái điểm của bài thi thử này sẽ là điểm để mà đăng ký đúng không ạ điểm lấy chính là cái điểm đấy là lấy điểm tiêu chí để đăng ký vào các nhóm giải đề 7 cộng tám cộng và chín cộng nhá được không ạ rồi sẵn sàng chưa thì bạn nhớ chưa cô như sau là cô chơi sẽ có quà cho những bạn nhá cô chơi sẽ có quà cho những bạn mà có điểm thi ở ở, ở top nhá có quà cho cả những bạn ở trong nhóm và những bạn ngoài nhóm nữa quà đấy do các bạn tự chọn đó ạ quà có thể là sách có thể là khóa học tùy các bạn rồi chúng ta sẽ đi này Cô đang chữa đề số 29 trong sách 35 đề minh họa Bạn nhớ cho cô như sau này Ở phần trước chúng ta đã chữa được từ đề 1 Từ câu 1 đến câu 18 Rồi bây giờ cô sẽ chữa từ câu số 19 trở đi nhá Với câu số 19 của chúng ta là bài tập tìm từ đồng nghĩa ừ, nhờ, bài tập tìm từ đồng nghĩa này Với bài tập tìm từ đồng nghĩa thì cô sẽ có như sau Cô phân tích câu này Đầu tiên câu này người ta sử dụng một cái cấu trúc Đó là cấu trúc sâu cộng với tính từ cộng với và đến nỗi mà Đúng không ạ? với cái cấu trúc là sau so, tính từ phát đến nỗi mà thì có sẽ có là the floor sàn nhà sàn làm sao rotten mục rỗng đến mức mà nó làm sao đây almost nó gần như là nhớ cho có là cái từ almost là hầu như gần như này nó có thể đóng vai trò đúng không là chẳng ngữ là nó bổ ngữ cho có thể bổ ngữ cho động từ này Cho anh này có thể bổ ngữ cho động từ này có thể bổ ngữ cho danh từ và có thể bổ ngữ cho tính từ nhớ yeah. được không ạ thì có sẽ có như sau này cái sàn nhà này nó mục rỗng đến mức mà đúng không ạ đến mức mà làm sao nó gần như làm sao dưới cái sức lặng của anh ấy đúng yeah. Vậy thì cô có thể đoán được cái từ giveaway của chúng ta nghĩa là gì không ạ? À? nếu no. Thì với câu số 19 bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? À? Nhở? Yeah. Với câu số 19 thì thực ra cái từ cái từ giveaway mình có thể đoán nó qua ngữ cảnh của câu được đúng không ạ? Nhưng mà mình có thể là bây giờ mình xem là bốn đáp án này thì cũng nghĩ rằng là sẽ có rất là nhiều từ mới cho các bạn đấy. Thì với câu số 19 bạn sẽ chọn đáp án là ý gì ạ? À? Nhở? Yeah. Sẵn sàng chưa? Thôi tập trung vào bài cho cô này, được no. ạ? chợ tập trung vào bài cho cô này nhớ cô sẽ có ý a à với ý từ đó là từ collapse nghĩa là đổ sụp đổ nhớ anh này của cô nghĩa là đổ sập mẹ chợ anh này của cô có nghĩa là sụp đổ chợ ngoài nghĩa là sụp đổ ra nó có nghĩa là sập đúng không ạ rồi tiếp là ý b của chúng ta với ý từ crumble nghĩa là gì nghĩa là bị ép thành nhiều đấy chúng ta có thể dịch từ này nghĩa là vò nhầu đi đúng không ạ vò cho nó nhầu nhĩ lại rồi tiếp là ý c của cô là sao ý c của cô có từ deflate Trở với từ deflate của chúng ta nghĩa là xả hơi, tháo hơi, xì hơi ra được. Ừ, chưa? Thế còn ý đề của chúng ta thì nghĩa là ốm, yếu, tiều tụy Thì với cái câu số 19 này, 19 câu chọn IB được ở ừ, Em nhớ cho cô là cái 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 đề ở trong cái cuốn 35 đề minh họa này ở ừ, chợ Nhớ cho cô là nếu cái cuốn 35 đề minh họa nó theo cái hướng là ôn rộng Tức là sao ạ? Là kiến thức nó bao trọn toàn bộ trong chương trình ừ, Nhớ nó sẽ là bạn sẽ thấy rằng là kiến thức của nó rất là rộng đúng không? Rất là rộng Đấy chứ? Nó sẽ phù hợp, đặc biệt phù hợp cho Nếu như năm nay mà bộ không ra đề minh họa Thì chúng ta sẽ phải bám chắc cái cuốn này Vì cuốn này nó sẽ là ôn tổng, đúng không? Ôn bao trọng toàn bộ kiến thức nhá Nếu không có đề minh họa thì nó sẽ không có cái vùng nào để tủ cả Thì chúng ta phải bắt buộc phải học hết Đúng ạ Rồi với câu số 19 bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? nào Cứ sẽ có nhá Cái sàn nhà này, đúng ạ Nó đã bị mục rỗng đến mức mà là sao? Là, sao? là sao Nó gần như làm sao dưới cái sức lặng của anh ta dịch là cái sàn nhà đã mục lát đến mức mà nó gần như bị làm sao bị sập xuống đúng không bị lún xuống ừ, yeah. dưới cái sức nặng của anh ta trong ngữ cảnh của câu này chúng ta dịch là được với cái sàn nhà nó mà kiểu nó bị mục lát đến mức mà nó sẽ bị lún xuống dưới cái sức nặng của anh ấy vậy thì với câu này cô sẽ không chọn ý d với nghĩa là ốm yếu tiêu tụy được đúng không ạ thế là cô sẽ không chọn ý c với từ deflect nghĩa là xì hơi tháo hơi được chọn không chọn ý b với từ crumple nghĩa là gì nghĩa là vò nhau được vậy thì với câu 19 cô chọn được ý a từ đấy nghĩa là đổ xuống, sụt xuống, xuống, đúng không? Sập xuống, lún xuống nhá. Dạ, sau câu 19 chuyển qua sau câu 20, em nhớ cho cô là cái đề thi thử tối thứ bảy tuần này cô cho ngay ạ. Đề này cô sẽ cho đề nhẹ nhàng hơn so với đề tháng 11. Dạ, nghe này. Đề này của cô sẽ cho nhẹ nhàng hơn so với tháng 11 và cô sẽ chỉ cho có xem là à, cô sẽ chỉ cho 10 câu khó thôi được chưa? Tức là sẽ có là 80% dễ Và có À, dạ, cô sẽ cho là 80% dễ và 20% khó thôi Tức là bạn sẽ chắc chắn là Nếu các bạn học mới mức độ mà ổn ổn rồi Chắc các bạn sẽ cầm chắc 8 điểm nhận dạ. Thế còn hai điểm kia nó sẽ là hai điểm thực sự khó nhận dạ. Để mà cô tuyển team 8 cộng À team, team 9 cộng Rồi Thế này cô sẽ có xong câu 19 chuyển cô ra câu 20 Trở với câu số 20 cô sẽ có từ idea dạ, Với từ idea nghĩa là ý tưởng Đúng không ạ? Lý tưởng Trở cô sẽ có từ opportunity nghĩa là cơ hội Trở đó là một cơ hội lý tưởng Để mà khiến cho bản thân mình Chợ cô sẽ có cái cấu trúc là make chợ oneself cộng với tính từ make oneself memorable. Chợ cụm từ này của chúng ta nghĩa là gì? Nghĩa là khiến cho bản thân đúng không ạ? Trở nên làm sao ấn tượng đáng nhớ với ai. Vậy là đó là một cái cơ hội lý tưởng để khiến cho bản thân mình để mà ghi điểm, đúng không ạ? Dịch nó có thể gì là để ghi điểm cũng được. Đó là một cơ hội lý tưởng để mà ghi điểm với với gì ạ? Với employer, với nhà tuyển dụng, đúng không ạ? Vì cái gì ạ? Vì cái the right reason Vì cái lý do đúng đắn yeah. By so by cộng với mình bằng cách asking Hỏi hỏi những câu hỏi Câu hỏi làm sao sensible Thì với câu hỏi sensible là câu hỏi gì? Câu hỏi hợp lý Vậy thì cô sẽ có là Với câu hỏi này mình có thể đoán với từ gì? Nhưng chắc chắn nó không phải là từ burning là cháy bỏng rồi Chắc chắn nó không phải là từ silly Với nghĩa là ngớ ngẩn rồi đúng không ạ? Muốn ghi điểm với nhà tuyển dụng thì không thể hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn được rồi đúng không ạ? Tức là cô sẽ có ý a của cô với từ theoretical Trợ với từ theoretical có nghĩa là gì? Nghĩa là lý thuyết yeah. Lý thuyết viển vông Vậy là với cái câu hỏi Nếu như hỏi những câu hỏi viển vông Thì chắc, chắn là không thể ghi điểm với với nhà tuyển dụng được rồi Vậy thì với câu 20 cô chọn được ý xe với từ practical Chợ với từ practical nghĩa là gì? Nghĩa là thực tế đúng không? Với những câu hỏi thực tế Được không ạ? Rồi xong câu số 20 Chuyển câu sang câu số 21 Nhớ cho cô là Câu mốt của chúng ta là bài tập tìm từ trái nghĩa này Cô nhớ Đúng không ạ? Yeah. ạ Uh, cô có nhớ là năm cô hỗ trợ canh chị hai k ấy thì canh chị thường xuyên inbox cho cô hỏi là em rất là yếu bài tập đồng nghĩa trái nghĩa lắm là ở chợ nhưng mà đến từ khóa 2 k 1 2 k 2 trở đi thì cô thấy là không không hầu như không có ai nói rằng là em rất là sợ bài tập đồng nghĩa trái nghĩa cả ở uh, chợ vậy là đã có một cái sự chuyển biến đáng kể trong các thế hệ học sinh rồi ở chợ cô hy vọng rằng là đến thế hệ khoảng 2k3 hay 2k3 bây giờ vẫn nói là sợ đọc hiểu đúng không ạ thì cô hy vọng rằng với 2k4 đúng không? thì các em sẽ không bao giờ không có bạn nào inbox cho cô đó là em sợ đọc hiểu nữa đúng không cô hy vọng là sẽ có sự chuyển biến như vậy rồi với câu số 21 cô sẽ có như sau Chờ, bạn nhớ cho cô là cái đề thi tháng 12 của cô Trang là đề thi để mà xét điểm đầu vào đúng không ạ? Có rất là nhiều bạn nói rằng là cô cho nhẹ nhẹ thôi không em sợ em trượt tất cả các nhóm là đề tháng 12 của cô bởi vì đề tháng 12 cũng là đề mà để để đánh giá cái quá trình học của nhóm uh, nhóm chuyên đề 6 nữa. Nên là đề đấy cô đảm bảo là cô sẽ cho rất là dễ. Chỉ có 20% khó thôi còn đâu rất là dễ, yên tâm nhá. Rồi cô sẽ có như sau với câu số 21. Cô sẽ có từ urbanization nghĩa là gì? Trở về từ urbanization nghĩa là đô thị hóa, đúng không ạ? Cấu trúc này result in dẫn tới nhá. Cô sẽ có cái cấu trúc nữa đó là từ result from nghĩa là có kết quả từ, có nguồn gốc từ. Nghĩa dịch như sau này đô thị hóa đã dẫn tới dẫn tới cái problems, cái vấn đề làm sao besides chúng ta có cái anh sao? cho cô sẽ có từ besides như này nghĩa là bên cạnh nhợ yeah, nó sẽ tương đương với anh Nick tu bên cạnh nhá. thì cô sẽ có anh besides anh này cô lại bằng với moreover chợ bằng với moreover bằng với furthermore nghĩa là ngoài ra hơn thế nữa nhợ yeah, ngoài ra thì nữa này. vậy thì với câu này cô sẽ có như sau đô thị hóa đã dẫn tới rất là nhiều vấn đề bên cạnh những cái lợi ích của nó nhợ yeah. Vậy thì cô sẽ suy ra từ message của chúng ta thì dạ, cô sẽ suy ra từ message của chúng ta Nghĩa là nhiều, lớn Đúng không ạ? Vậy thì ngược với nó sẽ là gì bây giờ? nhận dạ, bây giờ bài tập tìm từ trái nghĩa nhá Ý A với từ major nghĩa là Chủ yếu, đúng không ạ? Lớn, không phải Ý B với từ serious Nghĩa là trầm trọng, nghiêm trọng, quan trọng, không phải chạy Ý C với từ phiêu là một vài nhận từ phiêu của chúng ta Nghĩa là à, Nghĩa là, xem là Cô có từ phiêu của chúng ta nghĩa là rất là ít đúng ạ? Thế còn ý D của chúng ta với từ minor nghĩa là nhỏ, không quan trọng thứ yếu. Vậy thì với cái câu này cô sẽ có là ngược với cái từ magic là to lớn, đồ sộ, đúng không ạ? Thì nó sẽ là nhỏ, đúng không ạ? Bé, không quan trọng mấy. Vậy thì với câu 21 cô chọn được đáp án của câu này là ý D. Nhớ, nhớ nhá. Nhớ là bài tập này của cô là bài tập tìm từ trái nghĩa này. Rồi, xong câu số 21 chuyển cô sang câu số 22. Với câu số 22 bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Yeah. Nhờ no, Với câu số 2 bạn sẽ chọn đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok nào với câu số 2 bạn sẽ chọn đáp án của câu này là ý gì đây Với câu số 2 cô có là Bao giờ người ta cũng dùng cái cấu trúc như sau này Nếu người ta dùng là one of Thì sau one of của chúng ta cộng với the và cộng với danh từ của chúng ta chia ở dạng số nhiều Thì với câu này sẽ là one of the best way to understand một trong những cái cách tốt nhất để mà understand để mà hiểu đúng không ạ cái công việc đấy là như thế nào người ta dùng cấu trúc là what like như thế nào đúng không ạ là hãy làm đó nhớ vì cái work experience cái kinh nghiệm làm việc đấy là cái cách tốt nhất đúng ạ để mà để mà hiểu xem cái công việc đấy là như thế nào vậy thì cô sẽ có như sau bạn có thể đoán cho cô cái cụm từ này có nghĩa là gì không ạ với bài tập đồng nghĩa trái nghĩa mà cho cụm từ cho thành ngữ thì cực kỳ dễ chúng ta dùng ngữ cảnh đoán được đúng không ạ cô sẽ có là một trong cái cách tốt nhất để mà hiểu cái công việc đấy là sao sao thì hãy làm nó đi đúng không ạ vì cái kinh nghiệm làm việc là một cách tốt để để biết cái công việc đấy như thế nào yeah. vậy thì với câu số 22 bạn sẽ chọn được đáp án của câu 22 là ý gì ạ ok nào với câu số 22 bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì đấy ạ Chờ với câu số 2 cô sẽ đoán được cô sẽ suy ra cái cụm từ đó là cụm từ get a fear for nghĩa là gì Nghĩa là bắt đầu hiểu cái gì đó một cái rất là tốt Đúng không ạ? Vậy thì cô sẽ có là ngược với cái từ hiểu được Nó sẽ là từ gì? Ý A của cô này Have an understanding about Hiểu được về cái gì? Không phải, cô cần tìm từ trái nghĩa ừ, Tiếp vậy cô sẽ có ý B của chúng ta với từ touch with Chạm tới đúng không? Chạm tới với cả hai tay của ai? Không phải, đúng không ạ? Tiếp vậy cô sẽ có ý D với cụm từ on purpose Có chủ định, có mục đích Nhớ nhá Câu có cụm từ on purpose là có chủ định, có mục đích Vậy thì ngược với cái cụm từ có chủ định, có mục đích Thì cô sẽ có cụm từ như sau Cô có cụm từ by mistake Ok Chờ, Cô sẽ có cụm từ by mistake, chữ E của cô cuối nhá nhớ. Yeah. Hoặc là by chance Ok Hoặc là by accident nhớ, yeah. By accident Ok, không có đủ chỗ để viết by accident Đó, nhìn được không ạ? Cô sẽ có by mistake, by chance, by accident Nghĩa là gì? Ngẫu nhiên nhớ. Yeah. Đây cô sẽ có từ on purpose, có chủ định, có mục đích. Như vậy cô sẽ có từ by mistake, by chance, by accident, nghĩa là ngẫu nhiên. Vậy thì cô ý đề dịch là à, làm cái gì đó có chủ định cũng không phải. Vậy thì cô sẽ suy ra được câu hai, hai của chúng ta là ý C. Chúng ta cần tìm từ trái nghĩa mà, đúng không ạ? Vậy ý C cô sẽ là have the faintest idea about. Chợ có cái hiểu biết mờ nhạt nhất, tức là chả biết gì về, đúng không ạ? Thì với câu hai, hai cô chọn được ý C. Xong nha xong chưa? Rồi chuyển cho cô sang bài tập sau này. Chuyển với cô sang bài tập tìm từ à bài tập đọc điền này. Trợ với cái bài tập đọc điền nói chung là cái cuốn cái cuốn 35 đề minh họa là cái cuốn sách đúng không ạ? Là cái cuốn sách mà cô nghĩ là các bạn lên lên tham khảo, lên tham khảo. Đặc biệt là những bạn có mục tiêu 8 cộng và 9 cộng bởi vì cái cuốn sách này nó gọi là uh, gọi là tương đối đúng không ạ tương đối gọi là kiến thức của nó tương đối rộng đấy đúng không ạ là khi các bạn giải đề các bạn sẽ cảm thấy là mình học được rất nhiều thứ bởi vì có rất là nhiều thứ mới nhớ Đúng ạ? Chúng ta sẽ có như sau này à, Với câu này bạn sẽ xem cho cô nhá Vị trí trống này, đúng không ạ? Thì cách làm bài tập đọc điền này Bạn sẽ xem cho cô như sau này Nhìn cho cô vào đáp án trước Đáp án cô sẽ có từ pursue nghĩa là gì? Theo đuổi Nhớ, Cô sẽ có từ capture nghĩa là bắt túm Nhớ. Cô có từ chase nghĩa là săn đuổi Cô có từ grab là vô nhá Vốn từ bốn nghĩa Vậy thì cô sẽ suy ra câu 23 của cô là câu thuộc kiến thức về từ vựng Đúng không ạ? với câu thuộc kiến thức về từ vựng như này thì em nhớ cho cô là cái cách làm về cái câu về từ vựng như này được chưa chúng ta chỉ có một cái cách duy nhất thôi đó là chúng ta xét nghĩa của từng đáp án này đó ạ rồi sau đó rồi sau đó các bạn làm gì ạ xét nghĩa của từng đáp án này rồi sau đó các bạn sẽ dùng ngữ cảnh của câu đúng dịch nghĩa cái câu có cái chỗ trống đó được rồi rồi sau đó các bạn sẽ áp từng từ vào ghép xem cái nghĩa là ok nhất chúng ta chọn nhá này no, vậy thì với câu này bạn sẽ chọn được đó là ý gì ạ? Kế okay, với câu này bạn sẽ chọn là bằng là gì ạ? Câu sẽ phân tích như sau, câu có từ according to theo như research. Dạ, theo như cái cuộc nghiên cứu mà conducted. Cô sẽ cầu từ conducted bằng với từ carried out. Kế okay, theo như cái cuộc nghiên cứu mà được tiến hành ở ở địa ở Hoa Kỳ đúng không ạ? Người học, người học là gì ạ? Là người trưởng thành đấy là cái là cái gì đây ạ? Chúng ta có một từ này của chúng ta là từ mới đây. Nhớ. Và vẫn thích cho cô, cô sẽ có một từ là từ mới. Nhớ cô sẽ có từ là từ segment. Cho từ segment của chúng ta bằng với từ part nghĩa là là phần đúng không ạ? Là cái phần làm sao đây ạ? Là cái phần dân là cái phần mà phát triển là cái nhóm đúng không ạ? Thì có thể gì là nhóm hoặc là là cái thành phần mà phát triển nhanh nhất trong cái nhóm dân số mà theo đuổi cái việc học suốt đời nhớ thì cô sẽ có từ lifelong learning việc học suốt đời thì cô sẽ có là theo đuổi việc học suốt đời thì chắc chắn là cô sẽ không chọn nhận yeah. cô sẽ không chọn từ chasing nghĩa là săn đuổi được rồi đúng không ạ không chọn từ capturing nghĩa là túm bắt được rồi đúng không ạ không chọn từ ý của chúng ta nghĩa là vồ lấy rồi vậy thì cô sẽ chọn được hai ba của chúng ta là ý ah, a nhá một câu hỏi về từ vựng em nhớ cho cô là trong cái bài tập đọc điền thực ra nếu bạn hiểu cái bố cục của bài tập đọc điền này thì bạn sẽ thấy rằng là bài tập đọc điền không hề khó như vậy trong bài tập đọc nó sẽ có 3 câu về ngữ pháp và sẽ có hai câu về từ vựng thôi nhá. Thì với cái bài này cô sẽ có là câu 23 và câu 24 sẽ là câu về từ vựng. Chờ câu 25 về ngữ pháp mảng giới từ, được chưa? Câu số 26 của chúng ta, câu 26 sẽ là câu về từ vựng này, được không? Được câu số 26 là câu về từ vựng như câu số 26 rồi. Câu 26 là câu về từ vựng nhá, từ từ cô phân tích lại. Câu số 23 của chúng ta là câu theo cụm ấy, được Cô sẽ có cái cụm từ như sau đó, cụm từ perceive. Nhá, cô sẽ cụm từ là partial. Chợ learning, nhợ lifelong learning Theo đuổi việc học suốt đời Chợ lifelong learning là một cụm nhá Đó ạ Câu số ấy từ của cô là câu về từ vựng này Câu 25 là câu về giới từ Câu 26 về câu về từ vựng câu, câu, câu 27 cô sẽ là câu về liên từ Kiểu như vậy Thì với câu số 24 cô sẽ có Ý A với từ modern là hiện đại Ý B với từ downgrade nghĩa là gì? Nhớ Cô có từ downgrade nghĩa là bị giáng trước Downgrade nghĩa là bị giáng trước chưa thích con ý xe cô với từ update được cập nhật thông tin, được cập nhật hóa được những được biết được những thông tin mới nhất. Thì cô sẽ có ý đề với từ civilized. Chờ với từ civilized của chúng ta nghĩa là gì? Nghĩa là văn minh. Nhờ. Rồi vậy thì với cái câu này cô là một cái câu về từ vựng như này bạn sẽ chọn đáp án là ý gì? Giờ em nhớ cho cô như sau là trong 35 đề minh họa ấy thì cái bài đọc điền này cô cho anh sẽ thiên về từ vựng nhiều hơn. Bởi vì đối với các bạn mà có mục tiêu từ 8 cộng trở lên ý Thì các bạn đọc đọc điền này đa số là các bạn sai chủ yếu nhiều về từ vựng nhiều hơn Chứ còn ngữ pháp bây giờ nó rất là dễ, đúng không ạ? Thì với câu số 24 tiếp tục mình đã dịch tiếp này Nhận yeah. Cô sẽ có như sau ấy. The reason, lý do behind đằng sau cái trend, cái khuynh hướng này là cái fact, that, là cái thực tế rằng rất là nhiều professional, rất là nhiều những cái người chuyên nghiệp, đúng không? Rất là nhiều những chuyên gia, rất là nhiều những cái người mà làm chuyên nghiệp thì làm sao bắt đầu nhận ra được rằng nhá nó sẽ có là realize that, nhận ra được rằng đằng sau là mệnh đề này người ta dùng chủ ngữ là dạng thu pháp này to remain để mà tiếp tục có thể cạnh tranh được trong một cái thế giới làm trong một cái môi trường làm ăn mà ever changing liên tục thay đổi như vậy đúng không ạ thì làm sao họ cần phải cần phải làm sao đây ạ thì họ cần phải 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 làm sao đây sao đây câu này sorry cái này của chúng ta sẽ có cái cụ này của, của chúng ta sẽ là cái cụ mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích đúng không ạ để mà có thể cạnh tranh được trong một cái thị trường trong một cái trong cái môi trường làm việc mà luôn biến động như vậy ạ hoặc là chúng ta xem này chúng ta dịch dịch theo của cái gì đấy nó hay hơn dịch là lý do đằng sau cái xu hướng này chính là cái thực tế rằng rất là nhiều chuyên gia đã bắt đầu nhận ra rằng đúng không ạ để mà có thể duy trì được cái sự cạnh tranh trong cái thế giới việc làm mà đầy biến động như này đúng không ạ thì chúng ta cần phải stay chúng ta sẽ có cái cấu trúc là sau stay cộng với tính từ stay current đúng không? chúng ta cần phải 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 làm sao phải lúc nào cũng phải là thời thượng tức là cũng phải cập nhật được xu thế đúng không ạ và được update thông tin liên tục vậy thì với câu số 24 cô sẽ chọn được đáp án là ý c với từ update ok rồi xong câu số 24 mươi chuyển cô sang câu 25 này câu hai là một câu giới từ rất là đơn giản thôi Chờ câu số 25 bạn sẽ căn cứ cho cô bằng in Chúng ta sẽ có cái cấu trúc như sau. Yeah. Chúng ta sẽ có xe nào. Yeah. chúng ta sẽ có nào câu số 25. Bạn chọn được đáp án của câu này là ý gì? Yeah. Nhớ cho cô như sau này. Với câu số 25 cô sẽ có cái từ in nếu nó đóng vai trò là động từ đằng sau nó sẽ là somebody something. Ừ, yeah. Thế còn nếu như nó đóng vai trò là tính từ. Yeah. Trong cái cấu trúc là introverted Giờ, yeah. nếu nó là tính từ thì nó sẽ đi với giới từ là in Vậy thì em xem cho cô xem với câu này bạn sẽ chọn là gì yeah. Chọn là gì thì bạn sẽ xem cho cô như sau này Phân tích câu này cho cô nhé Nó sẽ có là the market Thị trường đúng không ạ? Cô dịch là thị trường không dịch là chợ Thị trường dịch là, Dịch thị trường và nền kinh tế đúng không ạ? Đang thay đổi với một tốc độ rất là nhanh chóng Điều đó có nghĩa rằng Bất cứ ai mà quan tâm tới sự phát triển Nghề nghiệp thì Với câu số 25 Cô sẽ có như sau Động từ chính của cô chính là động từ need Anh này động từ chính của câu này trở Vậy suy ra ở phía trước này cô sẽ chính là động từ rút gọn Đúng không ạ? Rút gọn về đề quan hệ Vậy thì nếu như nó là động từ nhá Đúng không ạ? Mà là, nếu như cái từ intro là động từ Thì nó phải rút gọn là intro Đúng không ạ? Nhưng mà với cái câu này người ta dùng intro Thì cô sẽ hiểu rằng là Nó sẽ chính là cái cấu trúc be intro Chợ vậy nếu như theo cái cấu trúc be cho người ta rút gọn bằng cách bỏ be đi, đúng không ạ? Vậy cô sẽ suy ra này cô sẽ là tính từ nên cô sẽ đi vừa giới từ là in. Từ đó cô sẽ chọn được câu số 25 đáp án của chúng ta là ý D. Đó ạ. Sang câu số 25 chuyện cô sang câu số 26. Với câu số 26 cô có ra với từ protect là bảo vệ, threaten là đe dọa, prevent ngăn cản, avoid là tránh. Nó sẽ có cái cấu trúc là avoid Và in tránh làm gì? Protect mở rộng cấu trúc nhé, cô sẽ cấu trúc là protect somebody from doing something bảo vệ ai đó từ việc làm gì, bảo vệ ai đó khỏi cái gì. nhờ cô sẽ cấu trúc là threaten to do something, nhờ đe dọa làm gì. cô cấu trúc là prevent somebody from doing something, đúng không ngăn cản ai đó làm gì. vậy thì với cái câu số 26, đây là mở rộng cấu trúc rồi nhá, đúng không ạ? thì với cái câu số 26 cô sẽ có như sau, especially, cô sẽ có especially đặc biệt important quan trọng. Chợ, điều này đặc biệt quan trọng vì sao ạ? vì những cái người mới tốt nghiệp gần đây này đúng không ạ? là là sợ là những người mà constantly thường xuyên thường xuyên làm sao? những cái người mà mới tốt nghiệp những sinh viên mới tốt nghiệp ấy sẽ là thường xuyên đe dọa cái vị trí của họ. vì sao lại thế? bởi vì là những cái sinh viên mới tốt nghiệp thì kiểu gì cũng sẽ được update tốt hơn với những cái sự thay đổi trong cái lĩnh vực đấy. Đúng vậy thì những cái sinh viên mới tốt nghiệp thì được update tức là những người mà vừa mới học ra trường sau này kiểu gì cũng 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 update được tốt hơn về công nghệ chẳng hạn đúng không ạ thì những cái người như vậy thì sẽ đe dọa cái vị trí hiện có của những cái professional của những cái người mà làm trước đây của những cái 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 người già hơn đúng không ạ của những người lớn tuổi hơn trong công ty chẳng hạn vì vậy mà buộc đúng không? buộc những cái người lớn tuổi đấy bắt buộc phải học suốt đời đúng không phải thường xuyên cập nhật thường xuyên phải làm mới mình không thì sẽ bị cái giới trẻ nó lấn át ngay vậy thì với câu số 26 theo cái suy ra như vậy thì 26 cô sẽ chọn được ý b đúng không ạ so, sau câu hai sáu cô ra câu hai bảy này với câu hai bảy cô có ý về từ of course tất nhiên là đúng không ạ for example ví dụ là nếu có cô sẽ có actually nghĩa là thực sự là đúng không ạ vậy để chúng ta với từ eventually cuối cùng vậy thì với cái câu này bạn đã xem cho cô như sau này nó đứng ở đầu của bệnh đề như này thì bạn nhớ là bạn phải dịch cho cô từ cái phần phía trước xuống nhớ yeah. Bây giờ chúng ta sẽ có như sau Nào xem với câu này bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ Nào với câu này bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì đây ạ Nào với câu số 27 Bạn sẽ chọn được đáp án của câu số 27 là ý gì ạ Ok Nào với câu số 27 các bạn của cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Phần này cô Trang Anh sẽ cho các bạn ngẫm nghĩ một xíu, đúng không ạ? Nào với câu số 27 thực ra cả cái bài này có mỗi câu 27 khó hơn xíu tại sao khó hơn một xíu ạ? Bởi vì nó đòi hỏi là các bạn sẽ phải 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 dịch ghép từ cái phần thông tin phía trên xuống cái phần thông tin phía dưới nhá. Lát nữa cô sẽ còn để dành một câu để sướng tên các bạn nữa. Đấy, Rồi chúng ta sẽ có như sau này. Với cái câu số 27 cô sẽ có như sau này. Cô sẽ có từ for là đối với nhá, đối với những cái professional, đối với các chuyên gia đúng không ạ? Mà trong tất cả những cái cái trong tất cả những cái 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 ngành hiện tại này đúng không? Cho tất cả những ngành hiện tại này Thì họ lên làm sao ấy? Họ lên theo sát với những cái xu hướng này Tìm kiếm cái cách để mà cung cấp thêm Đúng không ạ? Tìm kiếm cái cách để cung cấp chuyên sâu về cái lĩnh vực của họ rồi. rồi vậy thì với câu số 27 bạn sẽ chọn làm gì ạ? Giờ cô sẽ có according to Theo như cái Scott Brinker này Theo cái ông này Ông ấy là gì? Là một chuyên gia về marketing nhớ Thì những cái người nhớ, Những cái người mà nhớ, Những cái người mà marketer những cái 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 những cái người về tiếp thị đúng không ạ làm sao lại short chúng ta có cấu trúc là short hay và cộng vân từ hai diễn tả một điều đáng nghĩa phải làm nhưng lại không làm Vậy dịch là theo như cái đúng không ví dụ đúng không gì ạ theo như cái scott brinker theo như cái ông theo như cái ông scott brinker này ông ấy là một chuyên gia về về marketing thì cái người làm tiếp thị đáng nghĩa lên học lập trình từ cái từ cái the turn of the decade trợ từ cái đầu của thập kỷ này Vậy thì với câu số 27 Rốt cuộc là bạn sẽ ghép được cái câu này với anh gì bây giờ Nhờ Với câu số 27 cô sẽ có như sau nhé Đối với chuyên gia Mà nó mà chuyên gia mà làm việc trong tất cả những ngành đấy Đúng không ạ Để mà có thể cập nhật được Thì họ đang họ phải làm sao Họ phải theo sát với cái xu thế Tìm kiếm cái cách để mà trâu dồi thêm Sâu thêm cái vốn kiến thức về cái lĩnh vực của họ Được Theo, ví dụ như theo cái ông này đúng không? Ông ấy là một chuyên gia về marketing thì ông bảo là những cái người làm về marketing đấy thì phải làm sao? Đáng lẽ phải học về lập trình, đúng không ạ? Từ đầu của thập kỷ đấy. Vậy thì với câu số 27, cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý B với từ for example, ví dụ là nhá. Rồi, ừ, xong câu số 27 chuyển qua sang câu số 28. Với câu số 28, cô sẽ có 28, 29 và 30 của chúng ta sẽ là bài tập về sửa lỗi sai. Trong cái bài tập sửa lỗi sai, trong đề chính thức của bộ nó sẽ có như sau. Sẽ có là một câu sai về từ vựng. Dạ, một câu sai về từ vựng này, đúng không ạ? Và sẽ có hai câu sai về ngữ pháp, nhớ nhá. Chờ, lúc trước cô bảo em là cái bài tập đọc điền ấy, nó sẽ có hai câu từ vựng và ba câu ngữ pháp. Thì trong cái bài luận sai này, nó sẽ có là một câu từ vựng và hai câu ngữ pháp. Vậy bạn sẽ thấy rằng là nếu như các bạn mà học ổn ngữ pháp thì chắc chắn các bạn cầm chắc 5 6 điểm rồi. Nhưng mà nếu để đạt được 8 cộng 9 cộng thì các bạn phải học từ vựng. Nhớ dạ, các bạn phải học từ vựng, không những học từ vựng mà còn phải học sâu vào từ vựng. Nhớ. Rồi với câu số 28 bạn nào biết cho cô được 28 của cô sai ở đâu? Nào, những bạn thích được sướng tên đâu rồi? Ok, với câu số 28 sai ở đâu bây giờ? Ok, với câu số 28 sai ở đâu ạ? Nhờ dạ, cô sẽ có... Nào ở trong cái cuốn sách này thì bài tập bài tập sửa lỗi sai cô nó sẽ gọi là hơi 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 đánh đố một xíu đúng không ạ? Dạ, với câu số 28 với câu 28 chúng ta sẽ có là Người ta dùng từ never đi với thì hiện tại văn thành để diễn tả trải nghiệm. I have never had much of ability for language. Unfortunately. Thế nó sẽ có unfortunately của chúng ta bằng với unluckily nghĩa là không may đúng không Không may là vậy đúng không Tôi không có tôi không có khiếu về ngoại ngữ đúng không ạ? Không may là vậy, thật không may là vậy. Vậy gì là thật không may, đúng không cả Thật là không may tôi chả có khiếu ngoại ngữ tí nào cả. chợ với câu số 28 bạn uh, Huyền Thay Nguyễn học sinh nhóm tổng ôn chọn B. Ok. Rồi tiếp này bạn Hùng Trần chọn B. Cô thấy các bạn đang 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 ở giữa hai cái cái thái cực đó là B và C. Ừ, yeah. uh, ok các bạn thân mến. Uh, những em mà 2K3 năm nay thi phải thực sự cố gắng. Tại vì cái team 2K2 thi lại rất là đông. Đúng ừ, yeah không phải là cô dọa các bạn đâu mà bởi vì là có rất là nhiều anh chị 2K2 mức điểm 26 27 điểm liên hệ lại với cô để đăng ký khóa giải đề 9 cộng năm nay rất là nhiều, rất là nhiều. Thực sự rất là nhiều luôn, đấy chưa? Nhưng anh chị đấy không phải là các anh chị không giỏi mà các anh chị quá giỏi nhỉ? Các anh chị quá giỏi nhưng mà bởi vì cái đặt nguyện vọng của anh chị ấy không không khéo nên là thành ra là các anh chị ấy bị trượt những cái trường top, bị trượt, trượt, những cái trường top. Thế nên là năm nay với cái mức điểm của 2K2 25 26 27 thì lại rất là nhiều. nên là 2K3 thực sự phải cố gắng nhá. Nhưng năm nay mà bộ lại không có để minh họa đây thực sự là rất là làm khó cho 2K3. Cô sẽ có như sau này, với câu số 28 với bài tập sửa lỗi sai này, em có thể làm phương pháp loại trừ. Nếu như em không có ý tưởng nó sai đâu cả, em làm phương pháp loại trừ này. Em thử ngắm cho cô xem a à, có sai không? Cô vừa bảo mẹ em là từ never có thể dùng với từ never dùng với hiện tại hoàn thành để diễn tả trải nghiệm đúng không ạ? Thì cô sẽ có là người ta dùng là have never had. Anh này cô đúng rồi, không có gì cả. Much up. Người ta có thể dùng much up bình thường đúng không ạ? b cô chắc không sai rồi nhá. Yeah. Như vậy cô sẽ có từ language ngoại ngữ không sai. Vậy thì cô sẽ thấy từ ability của chúng ta có vấn đề. Cô có cấu trúc như sau. Chờ cô sẽ có cái cấu trúc đó là cấu trúc have chờ ability. nhờ cô sẽ có cấu trúc là have ability to do something có khả năng có năng lực để làm gì. Nhờ Vậy thì với cái câu này của chúng ta nó lại đi với for Chứ nó không đi với to Nên là với câu này cô sẽ sai vấn đề ở ý xe rồi Chắc chắn nó, nó sai vấn đề ở ý xe rồi À, chứ bởi vì ability đi với to chứ không đi với for vậy thì bây giờ em sẽ phải kiếm cho cô một từ nào mà cũng có nghĩa là có khả năng nhưng mà đi với tụ đi với for vậy thì với câu này bạn sẽ xem cho cô như sau này cô đổi cái từ ability của chúng ta thành từ thành cái từ capacity chưa đổi cho cô thành từ sau Nó là từ capacity chưa từ này của cô có nghĩa là có khả năng có năng nhưng nó không đi với to mà đi với for something vậy thì với câu này cô sẽ là sai về cách dùng từ nhớ yeah, sai về cách dùng từ Uh, ok bạn bạn thân mến không phải là cô bảo rằng là năm nay không có đề minh họa mà đến giờ phút này chưa có đề minh họa bộ cũng không nói gì cả à, giờ, vậy thì chúng ta cứ tính nhất đến phương án xấu nhất là không có đề minh họa chúng ta phải học hết đi đúng không chúng ta cứ tính từ phương án xấu nhất đi thì sau này nó ở cái phương án tốt đẹp hơn chúng ta sẽ cảm thấy đời nó như tươi như hoa vậy đúng không rồi sau hai tám triệu cô sẽ câu hai này câu 29 cô rất là đơn giản câu ngữ pháp thôi đúng không ạ my mother mẹ của tôi Cô có cụm từ come across nghĩa là tình cờ trông thấy tình cờ. Nhớ. Yeah. Cô có từ come across nghĩa là tình cờ. Nhớ. Yeah. Cô biết xuống đây này. Cô có cấu trúc là come across. Kế bằng với run into. Chợ bằng với bump into nghĩa là tình cờ nhá. Yeah. Vậy dễ sao lại my mother mẹ của tôi làm sao đây ạ? Tình cờ thấy một chiếc nhẫn cái chiếc nhẫn mà mẹ đã mất nhiều tháng trước đúng không mẹ đã đánh mất từ nhiều tháng trước có rất nhiều học sinh căn cứ bằng ago nhá. Yeah. Có rất nhiều học sinh căn cứ bằng ago và nghĩ rằng câu này phải chia quá khứ đơn nên bảo bạn bạn bảo rằng là C sai. À, bạn bảo C sai. C phải chia quá khứ đơn mới đúng nhưng không phải. Câu này xét theo thì này. nhờ yeah. Nó sẽ có là mẹ tôi đã tình cờ thấy chiếc nhẫn. Thấy chiếc nhẫn mà mẹ tôi làm mất nhiều tháng trước Nhớ này Mặc dù rõ ràng là mất nhiều tháng trước Nhưng mà xét cái hành động mất và hành động thấy Đúng không? Thì hành động thấy đã chia quá khứ rồi Thì hành động mất còn phải xảy ra trước đó Vậy trước của quá khứ, vậy chia quá khứ thành Nên anh này của cô đúng rồi Đúng không ạ? Rồi tiếp này cô sẽ có là Cái chiếc nhẫn mà mẹ làm mất Người ta dùng đại từ quan hệ ra thay thế cho từ ring cái nhẫn Đúng rồi Vậy thì với câu này của chúng ta sẽ là ý a à sai Chợ ý a à, sai xem nào. Trong khi mẹ tôi đang, đang 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 dọn cái 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 gác xếp đấy thì mẹ tôi thấy một hành động đang xảy ra thì có hành động hát sen vào. Cái hành động sen vào này chúng ta chỉ chia quá khứ đơn thôi. Nên là were coming đổi cho cô Thánh kem Đó ạ. Rồi sau câu 29 chuyển cô sang câu số 30. Chợ câu số 10 này, cái lá thư mà anh ấy nhận được sáng nay. Vậy đáng nghĩa câu này sẽ phải là the letter which. Đó ạ. Nhưng mà vì cái đại từ quan hệ đóng vai trò làm tân ngữ của câu người ta có thể bỏ nó đi. Thế cô sẽ là cái lá thư mà anh ấy nhận được sáng nay nói rằng Cái gì nói rằng? Cái lá thư ấy nói rằng Vậy thì cô sẽ có là the letter đúng Người ta sử dụng mạo từ the trên những danh từ Được xác định bởi một mệnh đề phía sau Vậy ý yeah, là cô đúng, đúng ạ Cái lá thư mà anh ấy nhận được sáng nay Sáng nay nhận được thì anh ấy chưa quá khứ đơn Đúng, đúng không ạ? Nói rằng cái lá thư nói rằng anh ấy ok rồi Đúng ạ? Nói rằng là sao? Cái đơn xin việc của anh ta Application Cái đơn xin việc của anh ta đã bị từ chối cái đơn xin việc của anh ta bị từ chối chứ không tự từ chối. Vậy ý đề của cô sai phải chia nó về bị động của quá khứ hoàn thành. Em nhé. Đó không ạ? Rồi xong này. Chuyển cho cô sang bài tập sau. Hôm nay cô sẽ chữa hết cái đề số 29 của em. Em nhớ là trong cái sách 35 đề minh họa này bài đọc hiểu cô không chữa. Nhưng mà bài đọc hiểu này cô Trang Anh đã quay một loạt video chữa đọc hiểu và up ở trên cái khóa giải đề kèm với sách 35 đề minh họa này rồi nhá. Yeah. nếu bạn nào có cuốn sách này bạn tra theo id của sách vào xem phần video chữa đọc hiểu cô nhá rồi bạn sẽ xem cho cô chuyển cho cô sang phần sau này chợ hai bài đọc cô quay video chữa rồi bây giờ cô sẽ chữa từ câu số 44 trở đi cái phần cuối đây thực ra nó cũng rất là thách thức các bạn chứ không phải dễ đâu nhớ Rồi ok, nào với câu số 44 bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý diện Nhớ, yeah. bạn nhớ cho cô như sau là Uh, đến cái giai đoạn tới này các bạn sẽ phải giải đề luyện giải càng nhiều đề càng tốt nhớ nếu như năm nay không có đề minh họa thì cô sẽ không viết sách bộ đề mới thì sau khi chữa hết 35 đề minh họa này chợ cô sẽ chữa thêm chữa tiếp ở cái 15 đề mà cô tặng kèm sách này ở trên môn nhớ sau khi chữa xong 15 đề đấy mà vẫn thiếu đề thì có thể cô sẽ soạn đề để chữa cho các bạn rồi, soạn đề đăng để cho các bạn là làm rồi chữa nhé rồi, với câu số 40 bạn nào cho bạn với câu 44 bạn đã chọn cho cô đáp án câu này là gì, gì ạ? Nhưng có cô sẽ có government là chính phủ, đúng không ạ? Cô có cái cụm từ cố định là take measure Nhờ, Có những cái biện pháp Như vậy bây giờ chính phủ lên đưa ra những biện pháp Để bảo vệ động vật hoang dã chợ o oh, hoặc là more and more Ngày càng nhiều động vật sẽ bị Nó sẽ có từ become in danger Nhờ, bằng Become in danger là có nguy cơ bị đe dọa Có nguy cơ bị tuyệt chủng Nhờ, Vậy thì với câu 44 bà đã chọn được đáp án là ý gì Nhờ, Với câu 4 gì này The sooner, the fewer. Yeah, the more, the fewer. The more, the fewer. Thì cô sẽ thấy rằng đây là câu về kiến thức về so sánh nhá. Yeah. Đúng không ạ? Kiến thức về so sánh. Chợ với cái kiến thức về so sánh và ở đây nó đang là kiến thức về so sánh càng thì càng. Nếu bạn nào nghe cô Trang Anh giảng như vậy mà vẫn thấy mà em, em, chưa biết cái cái so sánh càng thì càng này, đúng không ạ? Thì bạn nhớ cho cô là học lại cho cô cái chuyên đề này. Nhá. Yeah. Nhớ là giai đoạn tới 2K3 nhảy vào giải đề cho cô à, chợ Và từ trong cái quá trình bạn giải đề ấy, Bạn thấy mình rỗng ở đâu là học lại ở đấy ngay Nhớ nhá, đúng không ạ Vậy thì với câu này bạn sẽ chọn đáp án là gì à, này Chính phủ, đúng không ạ Mà đưa ra những cái biện pháp bảo vệ động vật hoang dã càng sớm Thì sẽ làm sao Thì sẽ càng ít những loài động vật bị nguy hiểm Nhờ? thế còn ý B của cô sao Ý B của chúng ta là chính phủ đưa ra các biện pháp bảo vệ động vật hoang dã càng nhiều Đúng không ạ Thì rất ít thì, thì những cái loài động vật bị đe dọa lại càng rất ít nhưng lại càng ít đi Trở về thì với câu này bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Ok Nhờ với câu này bạn sẽ chọn đáp án là ý gì ạ? Câu 44 cô thấy các bạn chọn ý C Ok, Nguyễn Anh Hương chọn ý C à? Ý C của chúng ta là Càng nhiều biện pháp mà chính phủ đưa ra để bảo vệ Thì càng ít động vật sẽ bị uh, bị, bị bị đe dọa, bị nguy hiểm Thì với câu này cô sẽ có như sau Xét nhớ lại, xét nghĩa câu gốc cho cô nhé là chính phủ lên đưa ra các biện pháp để bảo vệ bảo để bảo tồn động vật hoang dã đúng không ạ? không thì ngày càng nhiều động vật sẽ bị sẽ bị đe dọa sẽ bị gặp nguy hiểm. vậy thì với cái câu này của chúng ta họ sẽ nhấn về cái vấn đề là càng sớm hay là nhấn về cái vấn đề là càng nhiều biện pháp. chợ càng đưa ra cái biện pháp càng sớm hay là đưa ra càng nhiều. vợ yeah. vậy thì với câu này chúng ta sẽ có như sau này chính phủ lên đưa ra các biện pháp để bảo tồn bệ động vật hoang dã. không thì nhiều loài động vật sẽ gặp nguy hiểm. thế còn bây giờ cô sẽ có là Ê, nếu như mà chúng ta dùng cái dạng the more thì sau the more của chúng ta mà có danh từ đưa danh từ lên thì ý b của cô chắc không được rồi vì cô sẽ cân nhắc là chúng ta dùng a hay là dùng c thôi nhá dùng a hay dùng c thôi chứ b không được chợ nếu như có danh từ nhiều cái gì nhiều biện pháp đúng ạ thì chúng ta sẽ phải dùng là the more cộng với danh từ xong đến chủ ngữ vấp nên là chúng ta chỉ phân biệt là a hay c thôi nhá xem cho cô này em phải chọn một cái câu mà nó sát nghĩa nhất so với câu gốc nhá Chọn một cái câu mà nó sát nghĩa nhất so với câu gốc thì theo các bạn thì chọn câu này là A hay là C ạ. À? Ý của câu này là người ta bảo rằng là đưa ra càng sớm thì càng tốt hay đưa ra càng nhiều thì càng tốt. Ừ, dạ. Theo cái ngữ cảnh câu này thì theo em hiểu là người ta bảo rằng các biện pháp phải đưa ra càng sớm càng tốt hay là càng nhiều càng tốt ừ, ạ. Dạ. Ý bạn phải hiểu được như vậy thì, thì chúng ta mới có thể làm đúng được đúng không ạ? OK, chúng ta sẽ có như sau này. Với câu dịch là chính phủ lên đưa ra các biện pháp đúng ạ để bảo vệ động vật hoang dã. Không thì ngày càng nhiều loài động vật sẽ gặp nguy hiểm. Ở chợ vậy thì với câu này cô sẽ phải là chính phủ đưa ra các biện pháp bảo vệ động vật hoang dã sớm ngày nào thì những cái loài động vật gặp nguy hiểm sẽ bị 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 bị, bị ít dần à sẽ sẽ làm sao sẽ ít dần đi đúng không ạ? Vậy thì với câu sở theo cái ngữ cảnh câu này chúng ta sẽ phải là đưa ra sớm chứ không phải đưa ra nhiều họ không nhấn gì về việc đưa ra nhiều hay là đưa ra ít biện pháp ở à, chợ không phải là ít biện pháp thì thì thế này mà nhiều biện pháp thì thế kia như là với câu này chúng ta sẽ thiên về đáp án ý a nhá rồi xong câu số 44 chuyện cô sang câu số 45 chợ với câu số 45 em nhớ cho cô như sau này Ờ, nếu trong cái đề thi chính thức ấy, của bộ ấy, thì cái phần bài tập đọc điền này à xong so, sorry ở cái bài tập mà câu đồng nghĩa như này, thì cô nhớ là năm ngoái với khóa của hai k hai á thì các anh chị chỉ có cái phần đảo ngữ nó hơi khó một xíu thôi nhưng còn những cái phần kia thì nó rất là dễ không có gì khó cả nhưng mà bạn nhớ cho cô như sau này nếu các bạn nào mà theo cái phần đề giải đề với cô thì bạn sẽ thấy rằng là cô Trang anh không bao giờ không bao giờ dạy các bạn tủ cả nhưng mà cô tủ cũng có cơ sở chứ không phải tủ theo kiểu là theo kiểu là tủ theo cảm hứng thì bao giờ cũng thế là bạn muốn mà tủ chúng được ấy thì đầu tiên cái giai đoạn đầu của luyện thi bạn phải ôn thật rộng cho cô ra ấy nhá muốn tủ chúng được thì đầu tiên phải ôn rộng rồi đến giai đoạn cuối mới là ôn sâu đó thì có hai giai đoạn như vậy trong quá trình luyện đề bạn chia cho cô làm hai giai đoạn đó là ôn rộng và ôn sâu từ giờ đến tháng tư bạn ôn rộng cho cô tức là sao ôn toàn bộ kiến thức trong chương trình thế còn tháng 5, tháng 6 dành hai tháng cuối để ôn sâu thì chắc chắn là sau này đề thi vào chỗ nào em cũng vẫn có thể làm được không hề bị sợ bị 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 tù đề chưa yeah. ở với câu giờ bốn nhâm chúng ta sẽ có như sau này good luck chúc may mắn đúng không ạ chúc may mắn trong công việc gì là chúc con may mắn trong công việc mới yeah. Để chúc là công năng việc mới thuận lợi Đúng không ạ Nó sẽ work out Chúng ta sẽ có từ work out for somebody Ổn cho ai Đúng không ạ Bây giờ chúc con may mắn cho công việc mới Đúng không Mọi chuyện sẽ ổn với con thôi Mẹ nói Vậy thì với cơ sở bốn nhâm Chúng ta sẽ có như sau Cô có cái cấu trúc là wish to do something Mong muốn làm gì Khao khát làm gì Yeah Thế này cô sẽ cấu trúc là wish somebody something Chúc ai đó cái gì Vậy thì là mẹ của anh ấy chúc anh ấy may mắn và nói rằng là công việc mới đúng không ạ sẽ ổn với anh ta cả thôi. Thì với câu số 45 cô chọn được câu này là ý A nhá. Câu số 45 ý B của chúng ta này, want trong cái cấu trúc là want somebody to do something, muốn ai đó làm gì. Mẹ anh ấy muốn anh ta may mắn không phải đúng không ạ? Không phải sắc thái như vậy. Thế mà ý B của ý C của cô với từ wonder là tự hỏi. Mẹ anh ấy tự hỏi là không biết anh ta có may mắn cho công việc hay không? Không phải, đúng không ạ? Thế mà ý D của chúng ta thì sao? Chợ với câu số 45 chúng ta sẽ có là ID bạn đã biết từ này của chúng ta nghĩa là gì ạ? Ok. Nào với câu số 45 bạn đã biết cho cô ID là gì? Tại sao bạn không chọn ID ạ? Ok. Cô thấy các bạn đều chọn tất cả bạn đều chọn ID tại sao các bạn không chọn ID ạ? Ok. Bạn nào có thể giải thích cho cô được tại sao bạn không chọn ID mà lại chọn hết ý A, ý B, ý với C với à, là cô trang anh loại rồi nhá. À, chờ, vì nó không hợp lý rồi vậy thì mình tiện thể để mình phân tích lốt cả ID cho cô nữa. Đợi chờ. Ý đây là cô là mẹ của anh ấy xác minh rằng Nhờ dạ, cái này câu này cô không mang nghĩa xác minh Nên là cô sẽ bỏ ý đây Nhờ. Dạ. Rồi xong câu số 45 chuyện cô sang câu số 46 Chợ câu số 46 là con người ta không thể Chợ bình thường chúng ta sẽ có cái cấu trúc như sau Đó là cấu trúc have somebody do something Nhờ ai đó làm gì Và sẽ cấu trúc là have something done Có cái gì được làm bởi ai Nhưng mà ở đây mình đã thấy là have a computer Nhờ đầu tư so của chúng ta lại chia nguyên dạng thì với câu này cô sẽ có như sau. Con người không thể nhờ máy tính. Nhờ câu này không dịch là con người không thể có máy tính được giải quyết được mà dịch là uh, con người không thể nhờ máy tính giải quyết những cái vấn đề đúng không ạ? Được chưa? Những cái vấn đề mà in which, nhờ, những cái vấn đề mà những cái cái quy tắc đúng không ạ? Vẫn còn làm sao những cái quy tắc trong cái là những cái rule trong cái gọi là những chúng ta hiểu là nhờ những cái lập trình cho những cái vấn đề đó không tồn tại trong hệ thống máy tính mình có thể hiểu như vậy cũng được đúng không ạ để mình dịch cho nó xuôi nhá vậy thì với cái câu số 46 này bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ ok nào với câu số 46 bạn sẽ chọn được đáp án của câu đấy của chúng ta là ý gì ạ nào với câu số 46 bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì nhờ. nói chung là cái phần này nó hơi bị dối trí luôn đấy đúng không ạ chưa chúng ta sẽ có Ok nào với câu này bạn sẽ chọn được đáp án của chúng ta là cái gì ạ? Ok Chợ với câu số 46 chúng ta sẽ có như sau hơi lát à Ok chắc là dạy tại cô di chuyển cái cuốn sách này Ok với câu số 46 cô sẽ có sorry cô cô đấy cô thấy có bạn bạn đã cho nghĩa của cái từ này khác nhau này thì cô sẽ giải thích cho bạn từ sau ấy. cô có từ ascertain của, của chúng ta với từ đó là từ ascertain của chúng ta, từ đấy nghĩa là gì? Nghĩa là biết chắc, nghĩa là xác định đúng không ạ? Nghĩa là biết chắc chắn rồi. Chứ anh này cô có nghĩa là chắc chắn này, chứ nghĩa là xác định này, nghĩa là xác minh này nhá, cả đấy nghĩa. Rồi với câu số 46 cô sẽ có là con người không thể nhờ máy tính giải quyết được những cái vấn đề. Những cái vấn đề mà những cái lập trình đúng không ạ? Những cái rule mà những cái, cái 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 quy tắc đã không tồn tại đúng không ạ? Để mà để mà giải quyết cái vấn đề đó. Vậy thì với câu 46 cô sẽ có là những cái vấn đề đúng không ạ? Mà những cái lập trình của máy tính ấy vẫn không xác lập vẫn chưa xác lập được đúng không ạ? Để mà giải quyết đấy thì tức là những cái vấn đề đúng không ạ? Mà những cái quy tắc không? không, hiện tại vẫn chưa chưa có đúng không ạ? từ từ nhá, nếu như cái câu này mà dịch như vậy chúng ta sẽ thấy nó không xuôi đúng không ạ? Thì với câu số 46 chúng ta có thể dịch câu này như sau, dịch là những cái vấn đề mà trong đó những cái cái rule những cái luật lệ đúng không ạ mà hiện chưa tồn tại đấy thì không thể được giải quyết bằng máy tính nhá chúng ta sẽ hiểu là những cái người à, con người không thể nhờ máy tính giải quyết những cái vấn đề những cái vấn đề mà trong máy tính thì cái lập trình cho để giải quyết cái vấn đề đấy không tồn tại kiểu như vậy đi tức là những cái vấn đề mà những cái chương trình lập trình trong máy tính đấy đúng không ạ vẫn chưa được viết cho nó thì không thể được giải quyết bằng máy tính. Vậy thì với câu số 46, cô sẽ chọn được câu này của chúng ta là ý A. Ok chưa ạ? xong câu 46, triệu cô sang câu số 47. Với câu số 47, cô sẽ có là Go to the party on Sunday. Yeah. Go to the party on Sunday. Như là, chủ nhật này có đi tiệc không? Yeah. Vậy thì John sẽ trả lời như nào đây ạ? bet. Chúng ta sẽ có từ bet, nghĩa là gì? Cược. Đúng yeah. Bạn cược không? Đúng yeah. Vậy thì cô sẽ thấy là 47 à sorry, 47 chúng ta sẽ có ý à, với từ you bet nghĩa là chắc chắn rồi nhá, bằng sớt thường Chứ này cô bằng sớt thường nhỉ, nghĩa là chắc chắn rồi, sorry. Chờ ý b của chúng ta với từ lucky nhỉ, bạn thật là may mắn. Chờ ý c của cô là gì? Ý c chúng ta sẽ có chút là prefer something to something, thích cái gì hơn làm gì. Vậy là tôi thích ẩm thực hơn là hơn là phát biểu. Nhá, vậy ý c của cô không được rồi. Ý b của cô không được rồi, nhờ Ý d của chúng ta là sao? Bạn biết rõ bữa tiệc mà, cũng không phải thì câu 47 cô chọn được ý à. 47 ý yeah, với trong này sẽ là yêu bet Chắc chắn rồi yeah. Sau 47 chuyển cô sang câu số 48 Với câu số 48 cô sẽ có như sau Chợ câu số 48 Dịch là Sự thật là đúng không? Dịch là Cô ấy sẽ rời khỏi công ty là sự thật là đúng. Yeah. Thì với câu số 48 có bạn bạn bảo là cái việc đúng không ạ ở đây người ta dùng that cộng với chủ ngữ pháp đây sẽ chính là mệnh đề danh từ đứng sau tính từ này đúng không ạ thì cô sẽ có như sau nhờ với câu số 47 mươi à, câu số 48 dịch là cái việc mà cô ấy sắp rời khỏi công ty là đúng nhờ vậy cô sẽ có như sau người ta không viết là i not think so như này ý c của cô sai về cách diễn đạt nhờ tiếp này bây giờ cô sẽ còn ý a ý b và ý d các bạn sẽ chọn đáp án là ý gì Đấy chưa như vậy chúng cô sẽ có ý B của chúng ta với từ not to my mind Không có cấu trúc này Đấy chưa? thế cô sẽ có not by my knowledge Cũng không có cấu trúc này Vậy thì 48 cô sẽ chọn được ý A Như 48 ý A đó là mình không tin Đúng không ạ? Mình không biết nhớ 48 cô chọn được ý A nhé Xong câu 48 triệu cô sang câu số 49 Chờ câu số 49 nhớ lại người ta dùng deeply đi về từ regret Nghĩa là gì? Tôi vô cùng hối tiếc Nhà. Chúng ta lại có hai cấu trúc đi về regret nó sẽ có chút là regret, to do something, hối tiếc, à rất lấy làm tiếc khi phải làm gì chưa làm. người ta dùng regret cộng với verb in là hối tiếc vì đã làm gì, vậy gì ạ? tôi rất lấy làm tiếc vì đã nói với cô ta một cách si biết, một cách một cách gọi là uh, gây gắt như vậy, đúng không ạ? tôi rất hối hận vì đã nói với cô ấy gay gắt như vậy ngày hôm qua, yeah. tôi vô cùng hối hận vì đã nói với cô ấy gay gắt như vậy, yeah. cô ấy đã bị làm sao? chúng ta sẽ có cụm từ là be badly hurt bị tổn thương yeah. cô ấy đã rất là tổ bị tổn thương yeah. cô ấy bị tổn thương lắm vậy dịch là tôi rất là hối hận vì đã nói với cô ấy gay gắt như vậy ngày hôm qua chợ cô ấy bị tổn thương lắm vậy thì với câu số 48 cô có như sau chợ cô sẽ có if only giá mà cái này ở trong chuyên đề về thức giả định này đúng không ạ giá mà giá mà tôi có thể apologize chúng ta cấu trúc apologize to somebody for doing something xin lỗi ai vì đã làm gì dịch là Giá mà tôi có thể xin lỗi cô ấy vì đã nói với cô ấy một cách làm sao gay gắt như vậy ngày hôm qua nha. Yeah. Tiếp này, cô sẽ có như sau. Ừ, ý câu này của chúng ta sẽ là tôi vô cùng hối hận vì đã nói với cô ấy một cách gay gắt như vậy. Giờ với cô sẽ có là giá mà tôi có thể xin lỗi cô ấy. Ở cái câu gốc người ta không đề cập đến việc xin lỗi cả. Nên ý A của cô không phải. ý yeah. B của cô thì sao? Chợ câu số 49 cô sẽ có ý B là sao? I wish đó có cô sẽ có I wish, tôi ước rằng, đúng không ạ? Tôi đã không nói với cô ấy một cách gay gắt như vậy ngày hôm qua. Nhớ, thử cho cô xem CD có ok hơn không nhá. Giờ ý C của cô thì sao? Ý C người ta dùng must have và cộng vấp phân từ hai diễn tả suy luận hợp lý trong quá khứ. Là gì ạ? Cô ấy hẳn là đã bị tổn thương lắm bởi vì tôi đã nói với cô ấy gay gắt như vậy ngày hôm qua. Nhưng mà nhưng mà cái câu nếu mà dùng ý C nhá thì nó lại không thể lột tả được cái chỗ là tôi vô cùng hối hận này. Ở chợ cái vô cùng hối hận này thể hiện bằng cái việc là mong ước rằng mình không làm như vậy Nên là ý C của cô không đúng nhở dạ. Ý đây là nếu như tôi không nói với cô ta gay gắt như vậy thì cô ta đã không bị tổn thương nhưng mà với câu này cô sẽ không thể hiện được cái 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 vấn đề đó là tôi tôi vô cùng rất là làm tiếc đúng không? tôi vô cùng hối hận vậy thì cái ý D của cô cũng không đúng do đó 49 cô chọn được ý B nhở dạ. xong câu 49 chuyển cô sang câu số 50 nhở dạ. với câu số 50 nào Câu 50 của cô là một câu rất là dài Bạn nào có thể nghĩ cho cô được là Với câu số 50 bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok Nếu no, với cái nói chung là cái cuốn sách này nó khiến cho bạn nói chung là nó giống nó tương tự giống như kiểu trong đề thi thử hàng tháng của cô Trang Anh ấy, đúng không Đề nó kiểu có tính chất thách thức như vậy. Với câu số 50 chúng ta sẽ có là the whole whole là toàn bộ point. Đúng không ạ? Quan điểm, luận điểm Nhớ mình có thể dịch như vậy được chưa? Nào vậy thì với cái câu này bạn sẽ chọn được Bạn sẽ bạn phải phải đầu tiên là Em muốn làm được cái dạng câu kiểu như này thì Em phải dịch cho cô cái câu gốc trước Đúng không ạ? sẽ có là the whole point Toàn bộ mục đích của education, giáo dục Là để, nhớ này to give, là để để làm sao đây? Chúng ta lại có cấu trúc là give somebody something. Give somebody something cho ai đó cái gì? Nó sẽ bằng cấu trúc là give something to somebody. Đúng không? Đây là toàn bộ mục đích của giáo dục đúng không? là để cung cấp cho học sinh kiến thức đúng không ạ kiến thức để mà trở thành cái người mà chúng muốn nhá vậy là toàn bộ mục đích của giáo dục là cho học sinh kiến thức để trở thành cái người mà chúng muốn đúng không? cái câu này đúng không ạ gì là cái câu trích dẫn này Nên được dán đúng không ạ lên được làm sao đấy nên được dán ở các trường học để mà bọn trẻ có thể thấy và làm theo Nhạc, cô có từ live by nghĩa là gì nghĩa là sống theo học theo làm theo nhớ cô dịch lại cả cô nghe sau một câu rất là hay này toàn bộ mục đích của giáo dục dịch là mục đích chung của giáo dục là cung cấp cho người học cung cấp cho học sinh kiến thức để trở thành cái người mà chúng muốn cái câu trích dẫn này nên được dán ở trong các nhà trường để cho bọn trẻ nhìn thấy và sống theo làm theo học theo vậy thì với câu này bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì Cô có này người ta dùng the Được rồi, the whole point of education is to give students the knowledge to be who they want to be chợ toàn bộ này cô đóng vai trò làm chủ ngữ Y đóng vai trò động từ Đúng không ạ? Vậy cô sẽ có như sau này, Cái, 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 cái việc này Đúng không ạ? Cái việc làm sao đây? dịch là Toàn bộ cái mục đích của Cái mục đích của giáo dục Là cung cấp cho học sinh kiến thức Để trở thành con người mà muốn Đúng không À sorry Thì, Từ 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 Thế cô này cô sẽ có như sau này à, với cái câu này của chúng ta ở chưa tôi sẽ có là cái việc gì ạ the whole point of education is to give students the knowledge to be who they want to be in a quirk that should be put in school for kids to be see to see and live by cô sẽ có từ từ phân tích lại câu này nhá tức là cái 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 mục đích chung của giáo dục là cung cấp cho học sinh kiến thức để trở thành cái người mà mà chúng muốn đúng rồi vẫn đúng như thế từ cái chỗ the whole point of education này yeah. đến cái chỗ want to be Đó vai trò chủ ngữ của cái mệnh đề danh từ này đúng không ạ e a that should be protected yeah. xem nào từ từ nhá từ 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 để cô phân tích cái câu này lại một chút này với mệnh đề danh từ cô sẽ là that đúng không cộng với chủ ngữ vấp đằng sau vấp của cô chia ở số ít chợ cái chủ ngữ vấp này giải thích ý nghĩa cho that vậy cô sẽ có như rồi The whole point of education nhờ yeah, đóng vai trò làm chủ ngữ của mệnh đề danh từ It to give students the knowledge to be who they want to be đóng vai trò là là thành phần đằng sau đúng không ạ thành phần động từ và thành phần bổ ngữ cho cái the hope of education này nhớ yeah. vậy toàn bộ từ that đến chỗ want to be cho để đóng vai trò là mệnh đề danh từ nhớ yeah, vậy dịch là à, còn cái y này đóng vai trò động từ chính của câu này vậy là cô dịch là toàn bộ cái mục đích của giáo dục là cung cấp cho học sinh kiến thức để trở thành con người mà chúng muốn đúng không ạ là cái câu trích dẫn đúng không ạ cái câu trích dẫn mà dạ, trợ dát ở đây sẽ đóng vai trò đại từ quan hệ đúng không ạ mà lên được dán ở trong các nhà trường để cho học sinh nhìn thấy và học theo vậy với câu số 50 cô chọn được đáp án của câu này của chúng ta là ý a ở chợ nếu mà chúng ta là ý a thế sao mình không chọn ý b ý b của cô ấy đó là toàn bộ mục tiêu của giáo dục dạ. mục tiêu của giáo dục là cho học sinh kiến thức để trở thành con người mà mà chúng muốn dạ đó là cái câu trích dẫn trợ như này thì được, nó sẽ không đúng rồi đúng không ạ cái câu trích dẫn nó là cái câu gì gọi là toàn bộ mục tiêu của giáo dục là giúp cho học sinh có được kiến thức để trở thành con người mà chúng muốn đấy là cái câu trích dẫn này dùng which và đây thì không ok rồi đúng không ạ which không thay thế cho cả mệnh đề đằng mệnh đề đằng trước như này được thế này ý c của chúng ta mà dùng because là bởi vì là không phải rồi nhá ý d của chúng ta not only but also không những mà còn câu này của chúng ta không phải không những mà còn không những là mục đích chung của giáo dục là cung cấp cho học sinh kiến thức để trở thành con người mà chúng muốn mà còn là câu trích dẫn không phải đúng không ạ vậy ý đề cô cái ý đề cô nghĩa nó không sát so với câu gốc chợ vậy thì với câu số 50 cô chọn được đáp án của câu này của chúng ta là ý a em nhé Đúng không ạ ok bạn thân mến vậy là cô trang anh đã hỗ trợ các bạn xong đề số 29 em nhớ cho cô như sau này ở cuối cái phần đề cuối của mỗi đề nó có những cái cấu trúc cần lưu ý này những cấu trúc này chính là những cái tinh túy được rút ra từ trong một đề nên nhớ cho cô là học hết cho cô cái đúng cấu trúc này yeah. kèm với bảng từ kèm theo mỗi đề này nhé ok tại vì các bạn hẹn gặp lại các bạn vào tối mai tối ngày mai cô sẽ hỗ trợ các bạn với chương trình về ngữ pháp cơ bản nhé